Thì các bạn chiều nay mới đi làm về ha các bạn. Bữa nay nhà mình nấu, vợ mình nấu món bánh khọt ha, salad đủ để đủ lớn để ăn bánh khọt này ha. À, cái này nhân thì cũng như cũng thịt thịt heo không em? Thịt heo rồi tôm. Tôm bằm, thịt heo bằm. Hôm qua hôm kia mình nói với vợ mình là mình thèm bánh khọt cũng lâu rồi, cũng mấy tháng rồi ha, mấy tháng rồi nha, cũng mấy tháng rồi, hai tháng rồi, hai tháng ba tháng rồi chưa ăn bánh khọt. Đó, bánh khọt, chút nhà mình ăn bánh khọt với lại rau thì có rau gì ăn rồi đâu đó ở nhà thôi. Rau rau gì em? Rau salad chứ gì? Cái rau kia? Rau húng quế, húng lủi với lại rau salad thôi ha. Rồi bây giờ mình đi ra vườn mình hái rau salad nha các bạn. Rồi đây salad của mình đây, mình thấy ăn được nha các bạn. Thì mình sẽ bứng lên cho nó thơ thơ một chút. Cái chỗ nào, cái cây nào bự thì mình sẽ bứng lên. Đem vô ăn cái loại này và ăn bánh khọt và dừa luôn ha các bạn ha. Giờ là để mình bứng lên nha các bạn. Còn đây là rau thơm của mình nha các bạn, rau húng lủi vậy đó. Rồi giờ mình cắt cái đám này vô nha. Mình mới cắt thằng thao á các bạn, mình chưa có xích xê gì đó. Trời ơi mới cắt thằng thao chưa xích xê nha. Mấy ngày sau thao salad mới rau thơm rồi ha, để chuẩn bị ăn bánh khọt. Rồi chào các bạn, chiều nay nhà mình ăn bánh khọt nữa ha, cũng sau 2-3 tháng rồi. Đó, bánh khọt này là bánh khọt tôm thịt với lại thập cẩm, seafood thập cẩm. Đó, rau salad thì ở giường ha, rau thơm với rau salad là ở giường. Em lên ngồi nha. Mình salad này mình dòng ở nhà các bạn, mình nhìn nó thấy nó bự lắm nhưng mà thật ra đã cắt thì vẫn còn non lắm, ra thấy nó cắt còn non xèo em, non mà nó còn nhỏ mà. Mà cắt được chút xíu quá chừng luôn, còn quá chừng luôn á. Tuần rồi bên Minnesota này nó có mấy cái diễn biến, nguyên tuần rồi Minnesota nó có diễn biến bạo biểu tình nha các bạn. Từ thứ hai, tối thứ hai là có một người Mỹ đen bị cảnh sát bạo hành rồi chết. Rồi bắt đầu thứ ba đến cuối tuần là bắt đầu nó bồi biểu, tối thứ ba đến cuối tuần là nó biểu tình ha, đến chủ nhật luôn. Rồi là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là nó giới nghiêm. Nhưng mà mình không có muốn thâu mấy cái đó, tại vì mình không có muốn vô chơi chính trị nha các bạn. Mình cái kênh của mình là về ăn uống thôi, với lại mình không muốn nói về chính trị. Thì nếu mà mình nói về chính trị thì được người này mất người kia, mất công. Nên đây cũng là lần đầu tiên mình nói, nhưng mà mình nói sơ thôi, tại mình chỉ biết là
không cần biết ai đúng ai sai, nhưng mà mình chỉ có ý kiến là mình không có nói chung. Thì tại có mấy người em với lại một người bạn gọi hỏi ủa tại sao không làm kênh YouTube về cái cuộc biểu tình ở Minnesota đi để cho nhiều người view coi. Mình nói luôn là mình không có muốn nói về chính trị. Nói lỡ có gì nó không phiền phức. Nó không phiền phức, đụng chạm không phải, tại vì nếu mà chính trị về tổng thì có người về bên binh tổng thống, rồi có người là binh thống đốc, rồi có người binh cảnh sát, rồi có người binh người Mỹ đen đó, thì mình binh hai phía luôn, mình coi như là mình binh cho sự đúng chứ phải thôi. Thì mình thấy cảnh sát thì cũng bạo hành thiệt. Nhưng mà nhưng mà biểu tình ok, biểu tình cũng được, nhưng mà đừng có biểu tình mà đâu đi đốt phá là không phải là biểu tình rồi đó. Thì biểu tình là mình đồng ý biểu tình, nhưng mà biểu tình đúng chỗ, chứ không có đi đốt phá nhà hàng, đốt phá tiệm. Là tuần rồi là tổng cộng là 170 tiệm ở Minnesota nha các bạn. Rồi thì mà cái vụ từ cái vụ của thằng Mỹ đen này, ông này 46 tuổi Mỹ đen này mà lan rộng ra khắp nước Mỹ luôn ha các bạn. Em nghĩ là cái cớ thôi. Cái cớ để làm gì? Mà cái đó bạo hành thế. Mà nếu mà thật sự nếu mà các bạn muốn tin tức ở Mỹ thì mình chỉ cho coi, nếu mà các bạn muốn tin tức chính xác mà mấy các bạn biết tiếng Anh thì các bạn vô CNN.com là cái đài chính của Mỹ. Ở Việt Nam sao chị biết tiếng Anh? 50 tiểu bang hết. Còn nếu các bạn muốn coi về Việt Nam, tin tức của Mỹ mà ở bên Việt Nam thì vô VN Express. Ok. Đừng có coi mấy cái tên tào lao, mấy cái tên này, tên nọ, phải người này, phe này, người kia, phe kia. Người ta cũng binh người này, người ta cũng binh người kia. Mình lên VN, mình coi tiếng Việt. Mình theo dõi, mình thấy nó nói rõ luôn tiếng Việt về bên Mỹ sao sao rõ hết. Nếu mà các bạn muốn coi tiếng Việt thì vô VN Express ha các bạn. Đó là tiếng Việt, cái kênh đó ở Việt Nam đó. Còn kênh bên Mỹ là CNN đó. Còn các bạn mà muốn coi tin tức của tiểu bang nào thì vô cái tiểu bang đó, cũng như là bấm vô cái tin tức của Minnesota Local News đó, là nó nhảy lên rồi các bạn chọn cái đài của nó, đài số 4, đài số 5, đài số 9 đó. Rồi trực tiếp bên Atlanta, California, New York, Boston thì bấm, cứ bấm vô cái thành phố rồi bấm vô để nu là tự động nhảy lên cho các bạn cho coi. Nên khỏi tin ai mà khỏi nghe ai nói hết. Bảo đảm là ấy. Tại những cũng có những người YouTube ở Minnesota mình biết là làm lâu đời rồi đó, là cũng ưa nói về YouTube tùm lum hết, tin tức này tin tức nọ mà nó không đúng sự thật, nên mình không có muốn làm. Thứ nhất là tại có nhiều tin quá đi, mà nếu mà tin chính xác là các bạn nên coi hai cái đài đó là bảo đảm tin chính xác. Clip này là clip thứ nhì mình làm bánh khọt. Hồi trước mình cũng có làm rồi, không biết mấy tháng trước đó. 3-4 tháng, 3-4 năm, 3-4 tháng trước đó. Làm sợ cái gì?
rau này là rau nhà trồng không nên rau sạch. Rau sạch nha các bạn. Từ đây sắp tới là ăn rau từ từ rồi đó. Mới rửa xong mới sạch. Còn trái ăn cây ăn trái thì cũng để coi dày có bằng tháng nữa, không biết cherry cần tháng nữa không. Hay cherry cần cherry nghỉ từ 2 tuần đến tháng. Cái sau tháng mình cây của mình thì cũng nhiều trái nhưng mà vợ mình thấy có con gì nó ăn đó các bạn ơi. Ủa, phải ra bao nó. Trước đây ăn bao rồi anh đã quên nữa. Cái này phải bao nó làm sao á? Bao cho coi sao? Bao bị ăn đó. Còn mận Mỹ, mận đen với mận đỏ thì có vài trái mình. Để có nhiều nha. Mận này mình trồng trước. Nhiều à. Mận dây mà mới mua ra. Mềm mà ăn ngon, ăn trời ơi, ăn không vậy nè các bạn. Chỉ cần vậy thôi. Ăn không khỏi chấm gì hết. Trời ơi, cái này. Đó. Rau này trồng tốt ghê. Thơm thì thơm luôn á. Húng lũi hả? Cái này húng lũi hả? Húng lũi. Thơm thì thơm luôn các bạn. Cây gì? Húng lũi. Nên mình chỉ nói chút về chính trị đó, mình nói thì các bạn thông cảm nha, mình không có muốn nói không có rành, tại mình coi tin tức mỗi ngày. Nhưng mà nghe tiếng như là ở Mỹ nó có 2-3 đảng, thì đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. Chứ mà mình nói đảng Dân Chủ này thì đảng Cộng Hòa không thích, mà đảng Cộng Hòa thì đảng Dân Chủ không thích. Thôi khỏi nói. À, còn người ta mà hỏi mình đảng nào, mình đảng tùm lum tùm la, ok bạn, đảng nào mình cũng tin hết, ông tổng thống nào mình cũng tin hết, ông tổng thống nào cũng biết hết vậy thôi. Lại mình ở đây 30+ năm thì thật sự biết bao nhiêu đời tổng thống. Một đời tổng thống là 4 năm, nếu mà 2 nhiệm kỳ hoặc là 8 năm vậy thôi, còn không có được hơn 2 nhiệm kỳ, nên hay không biết mình 5-6 ông rồi đó. Nên mình thấy ông nào cũng có được, cũng có tốt, cũng có xấu, cũng này cũng nọ, nên mình không có bên ai hết. Nên ông nào mình cũng vậy, cũng thích thôi, vậy thôi. À, mình là coi như là bình đẳng vậy đó. Thì cũng người thì cũng có người xấu, người tốt. Ở đây cũng vậy, tiểu bang nào cũng vậy, có người nghèo, người giàu, người xấu, người tốt. Tổng thống cũng vậy, cũng có người xấu, người tốt. Ông này tốt cái này, xấu cái kia, thì tốt cái kia, xấu nọ thì cũng vậy. Đó. Quan niệm của mình là ok, miễn sao mình sống tốt, mình sống không có hèn với lòng là được rồi. Ok. Vậy thôi các bạn, cho mình dừng cái video tại đây. À, hẹn gặp lại các bạn video lần sau ha. Bye bye các bạn. Bye bye.